Bọn Nhật muốn ném bom Trường Sa đây mà. Trưởng quan Tiết, có cần ẩn nấp không? Không cần. Chạy về bên đó, chạy về bên này, mau. Bên này, mau. Chạy về phía bên này, mau. Chạy về bên đó. Mau chạy về bên đó. Chạy về bên đó. Chạy mau, chạy về bên đó. Mọi người đừng rối. Mọi người đừng rối. Nào, đưa tôi, đưa tôi. Dẹp vào, dẹp vào, dẹp vào hết. Tránh đường, nhường đường, dẹp vào hết. Mau mau, tránh ra. Sao nhiều người đã khỏi thành phố thế? Toàn là người lánh nạn thôi. Hình như toàn là người Trường Sa cả. Sao lại hoang mang thế chứ? Mọi người còn chưa bình tĩnh lại sau khi Vũ Hán thất thủ thì sao không loạn cho được chứ? Đó không phải phó trung đoàn trưởng của trung đoàn cảnh vệ sao? Phải đấy. Chẳng ra dáng gì cả. Sợ chết. Nhật còn chưa đánh tới mà quan quân ta đã tự làm loạn đội ngũ trước rồi. E rằng số người đầu ngũ không dừng lại ở một phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh vệ đâu. Lập tức thành lập một đội chấp pháp, xử lý tất cả quan chức quân đội, tự ý rời khỏi vị trí, theo luật đào ngũ. Sương Lam, Sương Lam, anh Bản Trung, anh không sao chứ? Anh không sao, em không sao chứ? Em không sao, bố không sao chứ? Bản Trung về rồi sao? Bố, bố. Cuối cùng con cũng về rồi. Bố sốt ruột chết mất. Bố không sao chứ? Không sao. Bọn Nhật tới nhanh quá nên con về thăm nhà. Nếu như hai người không sao thì con về đồn cảnh sát đây. Bản Trung, súng đạn không có mắt đâu, nhưng con người ta có mắt đấy. Lên chiến trường thì đừng cố ra vẻ, gắn nắp vào. Dân, bố yên tâm đi. Bản Trung à, lúc xông pha trên chiến trường con hét to hơn người khác được, nhưng nhất định phải xông lên chậm hơn người khác đấy.
Bố, bố quên rồi sao? Con là cảnh sát, chuyện xông pha chiến trường đâu có tới lượt con đâu chứ. Lỡ như con phải lên chiến trường thì sao? Quận chặt chẽ bố trí binh lực để đối phó với bọn Nhật xâm lược Trường Sa. Mời các vị đưa ra kiến nghị. Nghe lệnh. Sư đoàn 6 sắp giành lấy Lâm Sương, Nhạc Dương. Tướng quân, qua 5 tháng chiến đấu gian khổ, số lượng quân sĩ đã giảm nghiêm trọng. Các quân sĩ đã mệt mỏi, cần nhanh chóng bồi bổ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng quân đội Trung Quốc cũng bị mất một lượng lớn binh sĩ như thế. Dân, sau khi giành được Vũ Hán, thì nguyên soái Hà Ta Sun Roku lệnh cho quân đoàn 11 ta phải trở thành thanh kiếm Damocles treo trên đầu của chính phủ Trùng Khánh. Trong có gì thế quan trọng về quân sự tiếp theo cần phải giành lấy chính là Trường Sa. Còn Lâm Sương với Nhạc Dương có sân bay và cảng hoàn thiện, là đòn bẩy để đoạt lấy Trường Sa, bắt buộc phải tấn công. Nhưng lúc quân đội Trung Quốc vẫn chưa ổn định, phải chọn lấy một chiến trường để giao chiến với quân Nhật, để không quân và hải quân của bọn chúng không thể phát huy sở trường được. Mà Trường Sa và Vũ Hán đều giống nhau, đều là thành phố có sông trải qua. Hải quân Nhật Bản có thể tiến thẳng vào Trường Sa từ đó. Cho nên tôi kiến nghị, chúng ta có thể tạm thời từ bỏ Trường Sa để lùi về bảo vệ khu vực Hằng Dương, từ đó mượn địa thế của Hằng Sơn để khai chiến với quân Nhật. Bá Lăng, anh có kiến nghị sao? Tôi cho rằng không nên nghe theo lời kiến nghị của Bộ trưởng Bạch. Viện sinh, anh ngồi xuống nghe ý kiến của Bá Lăng trước đi. Dân. Bộ ủy viên trưởng nhìn xem, từ Nhật Dương tới Trường Sa, hồ Động Đình, Tây Lâm, đông giữa núi Mộ Phụ, khoảng hẹp dài ở phía dưới, lần lượt đi qua bốn con sông, sông Tân Cương, sông Cốc La, sông Lao Đao, sông Lưu Dương, bốn bề non nước, đầm lầy phức tạp, ưu thế bộ đội cơ giới quá của kẻ thù hoàn toàn không thể triển khai. Cho nên đây là chiến trường chủ động tốt nhất trong giai đoạn bế tắc này của chúng ta. Nhưng Bộ trưởng Bạch đã đưa ra yêu cầu từ bỏ Trường Sa, lui về Hằng Dương, lợi dụng lợi thế địa hình của Hằng Sơn để triển khai binh lực. Tôi cho rằng không thể chấp nhận ý kiến đó được. Quỹ viên trưởng, quỹ viên trưởng, mọi người đừng căng thẳng quá, không thì sẽ bị ốm đấy. Hôm nay đến đây thôi, mai lại họp tiếp. Quỹ viên trưởng, nửa đêm còn làm phiền anh. Được rồi, anh có biết không, tôi vẫn luôn ở đây chờ anh đấy. Quỹ viên trưởng biết tôi sẽ tới sau. Tuy tôi không dám so sánh mình với Tào Mạnh Đức, nhưng tôi vẫn hiểu mấy chiến tướng dưới quyền mà mình tin tưởng. Hôm nay trên hội nghị quân sự, anh đưa ra kiến nghị phải kiên quyết cố thủ Trường Sa. Trước khi tôi vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào, thì anh có thể yên giấc được sao? Nếu quỹ viên trưởng đã hiểu suy nghĩ của tôi, thì tôi sẽ không nói nhiều nữa. Không không, anh vẫn muốn nói cho rõ lý do vì sao muốn quyết chiến định ở Sơn Bắc với tôi, đúng không? Dừng xe. Chào ngài, ngài muốn lấy trà gì ạ? Lấy Động Đình Xuân đi. Dân, một lọ Động Đình Xuân.
Thưa ngài, Động Đình Xuân của ngài đây. Tôi đốt trà cho ngài nhé. Thiền tiền tam trích thủy, lam lý khởi ba đầu, thanh thủy xuất phụ dung, điền điền hà diệp hảo. Tướng quân, trạm gián điệp ở Trường Sa báo cáo sau ba lần ném bom, nội thành Trường Sa ai nấy cũng loạn hết cả lên rồi. Lệnh cho các bộ đẩy nhanh tốc độ đến địa điểm chỉ định, nhưng đừng vội vàng tấn công. Từ sau khi Vũ Hán thất thủ, đó là kháng chiến lần thứ hai. Lần này chúng ta phải chuyển thủ thành công, chuyển bại thành thắng. Sao tôi lại nói như thế? Bởi vì sau khi kháng chiến lần một, lực lượng của kẻ địch đã được dùng đến mức cực hạn rồi. Bọn họ đã chẳng còn khả năng để dồn thêm binh lực trên chiến trường của Trung Quốc nữa. Giả lại, binh lực được phái tới trên chiến trường Trung Quốc đã bị phân tán mạnh do khu vực rộng lớn. Chúng đã mệt mỏi lắm rồi. Cho nên, bất kể bọn chúng đạt được thắng lợi trên bất cứ hình thức nào thì cũng đã là cực hạn rồi, không thể hơn được nữa. Cho nên chiến lược lần này là chúng ta phải dụ địch đi sâu, dụ địch đến khu vực quyết chiến có lợi cho quân ta, hoàn thành bố trí tiêu diệt địch cuối cùng. Suy xét về chiến lược đã được nói trên, tôi quyết định chấp nhận kiến nghị của Kiện Sinh, áp dụng chiến lược lấy lùi làm tiến, lui về Hằng Dương, lợi dụng ưu thế của Hằng Sơn để triển khai binh lực quyết chiến với quân Nhật. Ý của Ủy viên trưởng là muốn từ bỏ Trường Sa sao? Không phải từ bỏ Trường Sa, mà là chiến lược lui về. Tôi có một quyển sổ nhỏ, các vị tướng đang ngồi đây có thể truyền tay nhau mà đọc thử. Cá nhân tôi cho rằng quan điểm của anh ấy có ý nghĩa chỉ đạo thiết thực đối với tình hình kháng Nhật hiện nay. Ai viết thế? Mao Trạch Đông. Đừng bận tâm là ai viết, chỉ cần anh ta viết thứ có lợi cho sự nghiệp kháng chiến của Trung Quốc thì chúng ta nên nghe thử. Cái này gọi là phải biết lắng nghe. Hội nghị quân sự lần này, các đại biểu của Đảng Cộng sản như Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh đã đề ra kiến nghị mở lớp huấn luyện cán bộ du kích Nam Nhạc. Tôi rất tán thưởng và tiếp nhận, hy vọng nhanh chóng. Ráng chịu một chút để tôi sát trùng giúp anh trước.
Bành chủ nhiệm, phía Duyên An gửi điện báo tới. Duyên An gửi điện báo tới, chỉ thị phòng liên lạc chúng ta, đừng vì những thảm họa do sai lầm của đảng quốc dân gây ra mà chỉ ngồi dưới khán đài xem kịch. Chúng ta phải xuất phát từ đại cuộc, phải tích cực chủ động phối hợp với lãnh đạo, làm tốt công tác khắc phục hậu quả trước mắt. Như này nhé, tôi tới chính ủy tỉnh gặp chủ tịch Trương, cô dẫn theo một vài đồng chí xuống phố hỗ trợ. Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhiệm. Quỹ viên trưởng, Trần tướng Bùi Quả Hoàng ở Văn Tịch đã được làm rõ. Ngày mai các trang báo sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật. Đốt thành là mệnh lệnh của tôi. Anh không cần phải che đậy lỗi lầm giúp tôi, quỹ viên trưởng. Nhưng Trương Trị Trung Anh cũng có trách nhiệm không thể trốn tránh được. Ít nhất chính là sơ suất trong việc dùng người và phòng bị. Vâng, tôi có trách nhiệm trong việc này. Anh định xử lý ba tên tội phạm đó như thế nào? Quỹ viên trưởng, cấp dưới cũng đang muốn xin chỉ thị của anh. Anh tự lo liệu đi. Quỹ viên trưởng, Phong Đễ và Văn Trọng Phu đều sinh ra ở Hoàng Phố. Tình hình nghiêm trọng trước mắt, chính là thời điểm cần nhân lực. Tôi đề nghị giết một tên để răn đe nhân dân, giữ lại hai tên để phục vụ chiến tuyến. Thảm kịch do tình hình căng thẳng hiện nay cuối cùng cũng đã yên ổn trở lại sau tiếng súng xử tử những tên đầu sỏ Phong Đễ, Từ Côn và Văn Trọng Phu. Liên Xô, Moscow. Liên Xô nên tập trung vào tuyến phòng vệ phía Tây. Còn phía Đông thì nên áp dụng chính sách ôn hòa, dè dặt cẩn thận, tránh nổ ra chiến tranh. Đối với chúng ta mà nói thì cách ổn thỏa nhất là dựa vào Trung Quốc đang kháng Nhật toàn diện để kiềm hãm thế lực xâm lược của Nhật Bản. Về mặt ý nghĩa, cuộc kháng chiến của Trung Quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng với an ninh của Viễn Đông Liên Xô. Tôi đồng ý với cách nghĩ của anh, đồng chí Stalin. Tôi cũng cảm thấy tuy cục diện chiến tranh ở Trung Quốc khiến người ta rơi lệ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa cần vội vàng điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc. Chúng ta nên xem xét về cục diện rồi quyết định.
Anh bảo với các đồng chí người Trung rằng chúng ta sẽ tiếp tục viện trợ cho họ kháng Nhật xâm lược. Mà đồng chí Petya Voroshilo của chúng ta chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị cho kháng chiến chống Nhật là được rồi. Cho nên hôm nay tôi gọi anh tới để bảo anh rằng tôi muốn đổi tướng. Ban chấp hành quân sự chính phủ quốc dân lệnh cho tướng quân Tuyết Bá Lăng lên chức trưởng quan tư lệnh của chiến khu 9 kiêm chủ tịch tỉnh Hồ Nam. Đi bộ vào thành. Dân. Mọi người xuống xe, đi bộ vào thành. Chạy bộ, chạy. Nghiêm. Đi. Bên trái, quay, bước đều bước. Phu nhân tới rồi. Phu nhân tới rồi. Chào mừng, chào mừng. Nào nào. Tới rồi. Cười gì thế? Không tự tới đón em. Em không trách anh chứ. Anh nhìn kìa, Tiết đại tướng quân lúc nào cũng coi mình là nhất. Hôm nay lại thành quân tử khiêm tốn rồi. Hiếm có đấy. Gì mà coi mình là nhất chứ. Nếu quân sự có ai không biết, anh sợ vợ đâu chứ. Nhà có vợ làm chủ, ai mà chẳng biết. Vì quê mấy hôm đã đón em về Trường Sa. Em không trách anh chứ. Có trách thì làm được gì. Em dám làm trái mệnh lệnh của anh sao? Gì mà mệnh lệnh? Con trai ngủ quên rồi sao? Xuống đi. Em để con ở quê rồi. Không phải anh bảo hai mẹ con em cùng tới sao? Sao em lại tự quyết định để nó ở quê chứ? Nhìn kìa, lộ rồi chứ gì. Vừa nãy vẫn còn nói rằng nhà mình là vợ làm chủ cơ đấy. Chớp mắt cái đã chỉ trích vợ tự ý quyết định rồi. Trách anh không nói rõ trong điện báo. Anh bảo hai mẹ con em cùng tới là gì? Là gì gì? Có ý gì khác sao? Gì mà ý gì khác? Được rồi, em đừng lo nữa. Có Quan Hà? Có. Lái xe tôi về quê. Đón Tiết Thiệu Dân tới đây. Trong vòng 3 ngày. Dân, đợi chút. Đợi chút.